Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay AdoCâu tiếp tục giới thiệu đến các anh em mẫu cần Ultralight UL của thương hiệu Tesu. Tên thương hiệu đầy đủ là Tesu Rinoza, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng. Tất cả những cái dòng sản phẩm của Tesu hiện nay có mặt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Cây cần Tesu Subtile Trout, cây cần này bên nước ngoài người ta thường sử dụng câu những cái loài cá hồi, những cái dòng cá thường có mặt ở các khu vực Bắc Mỹ. Tại Việt Nam thì cái cây này thích hợp cho các anh em câu câu suối như là cá mương, cá chay, câu những cái loài cá nhỏ, thường sử dụng mồi giả từ 1 đến 5 gram. Đặc biệt cái cây này rất là thích hợp cho câu bè. Và với cái mẫu cần máy đứng thì các anh em có thể sử dụng máy Ikada gắn vào chơi chơi tốt. Đây là cái bắt máy, các anh em có thể sử dụng gắn máy Ikada kết hợp với cái dàn khoen của cái cần. Đây là cái khoen D3 này, như khoen D3 nó thấp ấy thì có thể phù hợp với các anh em gắn máy cái thể loại Ikada để các anh em chơi câu bè. Nếu mà sử dụng máy đứng thì có thể sử dụng máy những cái size từ 1.000 hoặc là 800 trở xuống là nó sẽ phù hợp với cái dòng cần này. Cây cần của thương hiệu Tesu Rinoza, hàng chính hãng. Tên cây cần là Subtile. Cây này nó có size S532UL và S602UL, nghĩa là chiều dài là 1m6 và 1m8. Có màu hồng và màu xanh. Cây này là cái phiên bản mới nhất của thương hiệu Tesu Rinoza. Cho nên hiện tại mới về được cái mẫu màu xanh thôi nha các anh em. Cái cây màu hồng thì trong thời gian tới sẽ có mặt tại Việt Nam. Trên tay mình đang cầm là cái cây S602UL, nghĩa là chiều dài của nó là 1m8. Đó. Link là từ 1 đến 4 LB. Tải mồi là 1 đến 5 gram. Thì cái đường kính gốc này nó khá là nhỏ nha các anh em. Cái đường kính gốc này nó chỉ có 6 mm thôi. Nó rất là nhỏ. Lớn hơn cái chiếc đũa ăn cơm một tí thôi. Bát máy của cần là bát Fuji ha. Cái kho bát thì vàng ở trên vàng xuống. Đây. Chất liệu cán này, cái phần tay cầm này chất liệu Eva màu xám rất là đẹp. Cái chiều dài cán này, từ giữa cán lên trên cái đầu bát này, đây cái đoạn này là nó chỉ có 27 cm thôi. Và từ ngay chỗ cái bát máy này, cái chỗ cái phần khúc mút Eva, đầu mút Eva xuống là 15 cm. Rất là ngắn ha. Chất liệu cái plan cần là chất liệu carbon và được phủ sơn. Cái phần dưới cái bát, cái khoen D3 xuống, cái cán là sơn màu xanh da trời. Phủ sơn xanh da trời rất là đẹp. Bên ngoài thì được phủ với lớp keo bảo vệ sơn cũng như là bảo vệ bề mặt của cái phôi cần. Và đây là cái lóng đọt. Cái lóng đọt này có tổng cộng là 8 khoen và cộng với một cái khoen D3, nghĩa là cái cần này nó có tổng cộng là 9 khoen. Khoen đầu bù chống xoắn. Đường kính đọt của cây này là 120 mm ha. Đường cắm cái đường kính gốc của cây này là 6.4 mm nha các anh em. Rất là nhỏ, nó chỉ lớn hơn cái chiếc đũa ăn cơm một tí thôi. Đó. Đây là dòng cần Ultralight UL, đọt dẻo, lực tải lớn, các anh em bắt cá từ 1 đến 3 4 kg, dòng bắt vô tư ha, bắt thoải mái.
Cái khoen D3 của cây này nó cao chỉ có 2,5 cm thôi. Nếu mà sử dụng câu B thì cái cây này có thể kết hợp gắn máy Ikeda, chơi cũng khá là phù hợp nha các anh em. Bởi vì cái đọt cần của cái cây này tuy nó lớn hơn cái đọt cần của cây Ikeda nhưng cái độ nảy của nó cũng khá tốt. Cá chỉ cần ăn đụng nhị là cái con này nó đã báo rồi. Cái độ cong của nó khá là dẻo. Đó. Những anh em nào chơi thể loại Ikeda, gắn máy Ikeda thì cái cây này các anh em gắn máy Ikeda chơi ok. Đấy. Nếu sử dụng gắn máy đứng thì chọn những cái dòng máy size dưới 1.000 thì cái cần này nó sẽ phù hợp hơn. Đấy. Thì trên tay mình đang thử là cái con máy FS800 cũng là của thương hiệu Tesu Rinnoja. Đây là cái dòng máy cũng khá là hot hiện nay, được anh em sử dụng rất là nhiều. Đó. Thì gắn những cái dòng máy dưới size dưới 1.000 thì nó sẽ phù hợp hơn. Educo vừa review và giới thiệu đến các em mẫu cần Ultralight của thương hiệu Tesu Rinnoja, cái cần sub tile có size 1,6 và 1,8, có màu xanh và màu hồng. Thì hiện tại cái cây màu hồng trong thời gian tới nó sẽ về, và khi về thì mình tiếp tục sẽ làm một cái video để review tiếp tục cái cây màu hồng đến các anh em. Các bạn và các anh em có thể xem thông số từng size chi tiết hơn tại website adocau.com, có thể kích vào cái đường link mình đã gắn ở cái tiêu đề của bài viết. Các bạn và các anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video để mình hỗ trợ hoặc là tư vấn thêm cho các anh em. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.